Suốt ngày hôm qua 17 tháng 4, showbiz Hoa ngữ chấn động trước thông tin từ trang báo nước ngoài cho hay Trịnh Sảng phát hiện ra kết quả xét nghiệm ADN của hai con nhiều người mang thai hộ thực chất không phải là con của mình mà là con của bạn Trương Hằng. Vậy nhưng, sau khi thông tin được đăng tải, trang BGH có một bài viết bóc phốt và tung sự thật về tin đồn lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, tấm hình được cho là tấm giấy ghi kết quả xét nghiệm ADN được chụp từ một clip. Những ai tò mò khi ấn vào clip này sẽ thấy tờ giấy có ghi dòng chữ HBV-DNA. Vậy nhưng thực chất tờ giấy HBV-DNA này lại là giấy xét nghiệm viêm gan B, không phải xét nghiệm quan hệ huyết thống. Trang BGH đã bình luận rằng việc bóc được tin tức sai sự thật này cũng đã khiến tất cả mọi người cùng đặt câu hỏi thực sự hai đứa trẻ có phải con của Trịnh Sảng hay không. Có fan cho rằng nữ diễn viên nên tới bệnh viện làm xét nghiệm quan hệ cha con để có câu trả lời. Nếu thực sự hai đứa trẻ không có bất cứ liên quan ruột thịt nào tới Trịnh Sảng, nữ diễn viên hoàn toàn có thể kiện tình cũ tội vu khống. Lúc đó, drama này càng có thêm nhiều tình tiết phức tạp. Có thông tin cho hay, trước đó khi biết hai con không cùng huyết thống với mình, Trịnh Sảng hóa điên, tìm mọi cách để trả thù tình cũ. Kim chủ chống lưng cho cô cũng sẵn sàng nhảy vào cuộc để hậu thuẫn người đẹp họ Trịnh. Nguồn tin cho hay, Kim chủ chống lưng vẫn không bỏ rơi Trịnh Sảng bởi nữ diễn viên đang nắm trong tay rất nhiều quyền lợi liên đới. Luật sư của Trịnh Sảng cũng do chính Kim chủ tìm cho cô sau này, nữ diễn viên cũng sẽ nhận được hậu thuẫn lớn để tẩy trắng. Giờ đây, ngay cả người bạn bí mật của Trịnh Sảng cũng đã xuất hiện. Họ cho rằng Trương Hằng quá đỗi thâm độc, Trịnh Sảng dần dần bước vào cái bẫy do người tình cũ vạch ra. Trên thực tế, Trịnh Sảng vẫn cố gắng hết mình vì hai đứa con. Cô không hề bỏ rơi hai đứa trẻ như nhiều nguồn tin đưa ra. Trong một diễn biến khác, netizen phát hiện ra một chi tiết cực kỳ đắt giá. Thời điểm bị phong sát, thông tin đã được chứng nhận trên Weibo của Trịnh Sảng có phần ghi nghề nghiệp là diễn viên bị xóa đi sạch sẽ. Vào ngày hôm nay, dòng thông tin trên bất ngờ trở lại. Từ khi Kendall thuê người mang thai hộ và bỏ rơi con của Trịnh Sảng bị vạch trần, cô nàng bị cấm sóng trực tiếp, loại bỏ khỏi giới giải trí Hoa ngữ. Có không ít dân mạng tỏ ra trông chờ, dự đoán rằng liệu lần này Trịnh Sảng có thể lật kèo, quay trở lại showbiz được hay không. Trước đó, Chu Bì, một phóng viên giải trí nổi tiếng ở Hồng Kông đã đăng bài viết trên Weibo, đưa ra kế sách giúp Trịnh Sảng tìm ra con đường tái xuất, miễn là cô ấy có thể giành được quyền nuôi con, dù chỉ một đứa thôi cũng được. Làm được điều này, Trịnh Sảng có thể đảo ngược tình thế không ít, chứng minh với dư luận rằng mình không phải là người mẹ vô trách nhiệm, mất nhân tính. Đồng thời, Trịnh Sảng có mối quan hệ tốt với Giả Linh, Trịnh Sảng hãy liên hệ Giả Linh nhờ giúp đỡ, hãy đảm nhận vai chính trong một bộ phim mới. Danh tiếng của Chu Bì trong ngành truyền thông rất cao. Từng có nhiều nguồn tin do ông tung ra làm chấn động giới giải trí. Với phương hướng mà ông đưa ra giúp Trịnh Sảng cứu nguy, liệu có thể thực hiện được hay không còn phải phụ thuộc vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thế nhưng khán giả lại cho rằng chắc gì Trịnh Sảng giành được chiến thắng trong vụ kiện giành được quyền nuôi con. Và điều quan trọng nhất chính là giờ đây, chẳng ai dại mà đứng ra để giúp đỡ cô nàng trong tình cảnh bị người đời chỉ trích như thế này. Sau cùng, nếu như Trịnh Sảng đã làm được hết hai điều này thì quan trọng Tổng cục Văn hóa và khán giả Trung Quốc có chịu tha thứ cho cô hay không.